Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Không khí lạnh tiếp tục bao phủ các tỉnh miền Bắc, khiến nền nhiệt ở ngưỡng thấp, tạo điều kiện lý tưởng cho người dân vui chơi đêm Giáng sinh. Bộ trưởng Tư pháp nhận khuyết điểm về quy trình thẩm định thông tư về mẫu chứng minh thư mới có ghi tên cha mẹ. Thái Bình chấn động vụ việc, một gia đình ba người bị chính bạn trai của con gái sát hại dã man. Hiệp hội súng Mỹ muốn trang bị vũ khí ở trường học, đồng thời nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất để chống lại bạo lực là sử dụng bạo lực. Với nhiều trẻ em, việc gặp gỡ với ông già Noel có thể là một trải nghiệm đáng sợ và cần có biện pháp để giúp các em vượt qua nỗi sợ này. Thưa quý vị và các bạn, trước những phản ứng xung quanh việc chứng minh nhân dân mẫu mới bắt buộc phải ghi tên cha mẹ, ngày hôm nay Bộ Tư pháp đã thừa nhận khuyết điểm về vấn đề này. Đây chỉ là một trong nhiều quy định ban hành trong thời gian gần đây gây tranh cãi, được đề cập đến trong phiên giải trình về việc ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức. Trước phiên giải trình, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, việc thẩm định thông tư 27 quy định về chứng minh nhân dân mẫu mới có căn cứ là hai nghị định 05 và 170 ra đời năm 1999. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã không thẩm định lại, không xem xét trên tình hình thực tế hiện nay. Trước đó, Bộ Công an đã triển khai cấp đổi chứng minh nhân dân mẫu mới có phần ghi họ tên cha mẹ tại Hà Nội từ ngày 21 tháng 9. Ngay sau đó, Bộ Tư pháp đã có cuộc họp nhằm mổ xẻ những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, lại chưa thống nhất có kiến nghị chính phủ xem xét việc dừng cấp đổi chứng minh nhân dân mẫu mới hay không. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng quy định ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư sẽ gây phiền toái cho các trường hợp thụ tinh nhân tạo hoặc tạo lợi thế cho cá nhân có cha mẹ có chức quyền. Việc này cũng không giúp gì hơn cho quản lý, lại vi phạm quyền con người. Cũng trong phiên giải trình, Bộ trưởng Vũ Đức Đam, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay, do còn nhiều ý kiến nên Chính phủ chỉ giao làm thí điểm, lấy ý kiến rồi mới xem xét tới việc triển khai chính thức. Nhiều đại biểu cũng đặt câu hỏi cụ thể về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp trước tình trạng nhiều văn bản pháp luật ban hành thiếu thực tế, gây phản ứng trong người dân như quy định xe chính chủ, quy định về việc thu phí bảo trì đường bộ. Theo số liệu kinh tế xã hội năm 2012 vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm nay, tăng trưởng GDP năm 2012 của cả nước chỉ ở mức 5,03%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đây là từ 5,2% đến 5,3%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI năm nay dừng ở mức 6,81%. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2012 tăng 5,03%, thấp hơn mức tăng 5,89% của năm 2011. Tính từ khoảng 20 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng này chỉ cao hơn năm 1999 và 2009. Đây là hai năm nền kinh tế phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, cả nước tập trung thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thì mức tăng như vậy được đánh giá là hợp lý và thể hiện xu hướng cải thiện qua từng quý. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2012 tăng 9,21% so với bình quân năm 2011. Như vậy, lạm phát năm 2012 đã được kiềm chế ở mức một con số, thấp hơn nhiều so với hai năm 2010 và 2011. Tuy nhiên, năm 2012 vẫn bị đánh giá là năm có nhiều biến động giá cả bất thường, gây khó khăn cho đời sống của người dân. Tết đang cận kề, bên cạnh nỗi lo toan cho một cái Tết ấm cúng đủ đầy, người dân còn phải đối mặt với những khoản chi phí mới tăng cao. Vài ngày gần đây, khi có thông tin về điện tăng giá thì người dân không khỏi bàng hoàng, bởi thời buổi khủng hoảng kinh tế, khi mà những đồng tiền kiếm được ngày càng khó, cuộc sống chi tiêu càng eo hẹp hơn, thì việc tăng thêm 5% tiền điện là một mối lo không hề nhỏ. Sau khi nhận được thông tin điện lại tăng giá, chị Phạm Thị Lan không khỏi bất ngờ. Thời buổi khó khăn, tăng một đồng chi phí là thêm nhiều phần gánh nặng cho cả gia đình. Để đối phó với tình trạng này, chị Lan đành hạn chế các khoản chi tiêu, kêu gọi mọi người trong gia đình tiết kiệm điện. Chiếc TV 50 inch hiện đại cũng đã được thay thế bằng TV cũ, tốn ít điện hơn. Các thiết bị khác trong nhà như tủ lạnh, lò sưởi
đã được chị ngừng sử dụng. Năm nay rất là nhiều việc thu phí các loại tăng cao, điện, nước. Cho nên là hiện tại mà tăng giá điện thời buổi này thì ảnh hưởng rất là lớn. Ở thời điểm hiện tại, việc tăng giá điện rõ ràng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Bởi với thực trạng kinh tế khó khăn và mặt bằng giá, các loại chi phí khác đang tăng lên thì tiền điện tăng sẽ trở thành một gánh nặng. Và cái mức lương thì nó thấp. Nếu mà so với cái giá sinh hoạt mà nếu mà nhà nước mà bây giờ mà lên điện ấy thì rất là khó khăn. Vì là ăn tiêu xong rồi mình phải lo cái vấn đề điện nước, các thứ xong rồi mới được chi tiêu thì nó cũng e hẹp. Không chỉ với người dân, việc tăng giá điện lần này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp. Năm 2012 là năm mà kinh tế khủng hoảng, các chi phí sản xuất đều tăng cao, trong khi đó điện lại là một yếu tố đầu vào của sản xuất. Việc điện liên tiếp tăng giá đã tạo ra một tác động dây chuyền từ ngành này sang ngành khác. Trước việc tăng giá điện này thì chúng tôi cụ thể hóa bằng cái hành động cụ thể là các cái khung giờ cao điểm, các khung giờ nóng trong ngày, ví dụ từ 9 giờ đến 12 giờ trưa là chúng tôi hạn chế là chỉ sử dụng quạt nhẹ, không sử dụng đến điều hòa. Với những lập luận rất cũ, đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho rằng việc điều chỉnh giá điện 5% sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Và dù năm 2012 đã có báo lãi lên đến hàng nghìn tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp này dường như không mấy quan tâm xem những thượng đế của mình đang sống như thế nào. Tăng ở mức vừa phải, và các ông chí là nếu như mà chúng ta điều chỉnh cho nó đủ để bằng thị trường thì các ông chí cái 26.000 tỷ kia mà chia ra thì các ông chí nó tăng phải mấy chục phần trăm. Mặc dù được mọi người biết đến với một năm kinh tế khủng hoảng, 2012 cũng là năm mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đẩy giá điện tăng đến 3 lần. Tết đang cận kề với nhiều lo toan mới. Việc tăng giá điện cộng với các khoản chi phí khác cũng chẳng khác nào đẩy người dân và doanh nghiệp vào một thế khó. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục bao phủ các tỉnh miền Bắc khiến nền nhiệt ở ngưỡng thấp. Dự báo đêm nay nhiệt độ sẽ giảm sâu, tại Hà Nội chỉ ở mức 13 độ. Tuy nhiên, không vì thế mà không khí lễ Giáng sinh bị giảm đi. Chính cái rét đậm không kèm theo mưa đã tạo điều kiện lý tưởng cho người dân vui chơi đêm Giáng sinh. Ghi nhanh của nhóm phóng viên kênh VTC14 tại thủ đô Hà Nội. Gần 19 giờ, những con phố được trang trí từ nhiều ngày trước đang lung linh ánh đèn. Những bản thánh ca cũng được vang lên. Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp mọi nơi. Năm nào cũng thế. Vào thời gian này, các tỉnh miền Bắc sẽ lại chìm trong đợt gió mùa Đông Bắc với nền nhiệt giảm sâu. Song giá rét không ngăn được người dân đổ ra đường. Tôi nghĩ là thời tiết này thì rất thuận lợi cho việc đi chơi Noel. Và đây là Noel đầu tiên chúng tôi yêu nhau nên là... Tôi nghĩ là năm nay là một Noel rất là ý nghĩa. Noel năm nay cũng khá lạnh, thời tiết này thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi chơi Noel này. Theo nhiều người dân, không khí Giáng sinh năm nay ở Hà Nội không sôi động bằng những năm trước. Nguyên nhân là do kinh tế đang khó khăn, các khoản chi cho trang trí mừng Giáng sinh bị cắt giảm. Nhưng tất cả vẫn đang mong về một điều gì đó tốt đẹp trong năm mới. Và không chỉ có những đứa trẻ háo hức, mà những người lớn tuổi cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của đường phố đã được trang hoàng trong những ngày cuối năm. Điều mà khó gặp trong những ngày trước đó. Đến cái thời điểm Noel mà thì trời rất lạnh, thì năm nay như thế là thời tiết rất là đẹp. Thế nhưng nếu như giả sử mà có một chút mưa nhỏ nữa thì thời tiết Noel còn đẹp hơn nữa. Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm. Dự báo tại Hà Nội có thể chỉ là 13 độ. Nhưng không khí đón Giáng sinh thì lại đang nóng dần lên. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe thì khăn len, găng tay là vật dụng không thể thiếu trong đêm nay. Giáng sinh giờ không còn chỉ là ngày lễ của những giáo dân mang đậm chất tôn giáo, mà còn là dịp mọi người thể hiện yêu thương, cùng hướng về những điều tốt đẹp. Và dường như tiết trời rét buốt không những không làm nguội đi sự náo nhiệt và rộn ràng,
mà lại tạo nên một đêm Giáng sinh ấm áp, đầy ý nghĩa với những lời chúc an lành sẽ được trao cho nhau vào thời khắc tiếng chuông nhà thờ reo vang và cùng cầu chúc về một năm mới an lành. Hôm nay 24 tháng 12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng tiến hành cứu hộ 5 thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu Onecast One của Malaysia ở vùng biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận được tin báo cấp cứu, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng đã cử đội cứu hộ đến điểm tàu bị nạn, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và ngư dân xã Quảng Công, Thừa Thiên Huế tổ chức bắn dây để đưa các thủy thủ vào bờ. Tuy nhiên do biển động, sóng rất lớn nên đến 15 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận và cũng không thể liên lạc được với tàu. Qua xác minh ban đầu được biết, tàu bị nạn mang tên Onecast One của Malaysia, trên tàu có 5 thủy thủ quốc tịch Myanmar. Trước đó vào chiều tối ngày 23 tháng 12, trên đường đi sửa chữa đến đoạn bờ biển thuộc thôn An Lộc, xã Quảng Công thì tàu chở dầu trên bị sóng đánh vỡ thân tàu. Vị trí bị nạn cách bờ biển thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền khoảng 150m. Trong những ngày gần đây, khoảng 10 con voi rừng liên tục về dãy phá hoại mùa màng của người dân ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đàn voi rừng này di chuyển và hoạt động liên tục từ khuya đến mờ sáng, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 100 hộ dân. Theo hạt kiểm lâm Định Quán, hiện đàn voi phá hoại tại khu vực ấp 4 xã Thanh Sơn để ăn xoài, mía. Trước đó thì chúng đã càn quét qua khu vực ấp 7 để ăn ngô và chuối. Nhiều chòi canh dãy của bà con cũng bị đàn voi quật đổ. Người dân trong vùng đã áp dụng nhiều biện pháp xua đuổi nhưng không hiệu quả. Những nơi voi thường xuất hiện đều là đất rừng mới được khai phá, nơi trước đây voi thường kiếm ăn và sinh sống. Do sinh cảnh sống của voi bị thu hẹp, chúng bắt đầu quay lại vùng đất cũ để tìm thức ăn. Để đảm bảo an toàn cho voi và người, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, đề nghị người dân không đánh và làm hại voi rừng, đồng thời kiến nghị cấp trên có kế hoạch bảo tồn, quy hoạch khu vực sinh sống cho đàn voi. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, mặc dù số trường hợp nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS trên toàn quốc trong năm 2012 đã giảm đi so với cùng kỳ năm 2011, tuy nhiên nếu tính trong 5 năm trở lại đây thì tỷ lệ nhiễm HIV tại Việt Nam có xu hướng tăng nhanh trong nhóm tuổi từ 30 đến 39 tuổi. Theo đó, người nhiễm HIV/AIDS đang có xu hướng già hóa và dịch chuyển dần từ nhóm 20 đến 29 tuổi sang nhóm tuổi từ 30 đến 39. Hiện nhóm này chiếm khoảng 43%. Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay, tỷ lệ nhiễm HIV là nữ có xu hướng tăng nhanh và đã chiếm gần 1/3 tổng số người mắc. Những địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tăng cao khó kiểm soát chủ yếu thuộc các tỉnh miền núi như Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa và hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số tỉnh mới nổi dịch HIV/AIDS trong thời gian gần đây là Bình Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam. Theo dự báo của Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, thì tỷ lệ nhiễm HIV vào năm 2015 ở Việt Nam sẽ vào khoảng 0,29% dân số. Sáng nay, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thanh Đại về tội giết người cướp tài sản. Đây là đối tượng đã có hành vi dã man giết 3 người trong cùng một gia đình. Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Anh Tòa và con gái là Nguyễn Minh Tâm, trú tại tổ 17 phường Phúc Khánh, Thái Bình. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thanh Đại khai nhận có quan hệ tình ái với chị Tâm. Sáng 22 tháng 12, Đại và Tâm cùng lên phòng tại tầng 2 của nhà Tâm. Tại đây, Đại đã dùng khúc gỗ chân tủ có sẵn trong phòng, bất ngờ giết chết chị Tâm. Sau đó, Đại tiếp tục hành vi giết người đối với vợ chồng ông Nguyễn Anh Toàn là bố mẹ chị Tâm. Rồi chốt cửa bên trong và ở trong nhà đến đêm 23 tháng 12, mới rời nơi gây án và mang theo số tài sản cướp được gồm một chiếc xe máy Way, một máy tính xách tay và hai điện thoại di động. Đối tượng Lê Thanh Đại sinh năm 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, đã có hai tiền án về tội trộm cắp, mới ra tù hồi tháng 8 năm 2012. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Vào dịp cuối năm, tình hình mất vệ sinh an toàn thực phẩm luôn có chiều hướng gia tăng, khiến người dân lo ngại. Vì vậy, ngay trong chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp bàn về công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và an toàn thực phẩm. Theo Bộ này, ngoài việc tăng cường kiểm soát chất lượng, thì các kết quả về kiểm định thực phẩm sẽ sớm được công khai. Kết quả kiểm tra 400 mẫu rau củ quả tươi tại các tỉnh phía Bắc của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy 4% mẫu có thuốc bảo vệ vượt mức cho phép, không có mẫu nào nhiễm hàm lượng chì.
Đối với chăn nuôi, tỷ lệ sử dụng chất cấm đã được cải thiện, giảm trung bình từ 0,4 đến 3,8%. Tuy nhiên, tỷ lệ mẫu có lượng vi sinh vật trong thịt còn cao, có nơi trong sản phẩm thịt tới 30%, trong cá 6,6%. Dù chưa gây ngộ độc trực tiếp cho người dân, nhưng về lâu dài sẽ gây ra những tác động xấu đến cơ thể. Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá thời điểm cuối năm, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, công tác giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm theo trọng tâm, trọng điểm vào những ngành hàng có nguy cơ cao. Trong năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ tập trung triển khai luật an toàn thực phẩm và trình chính phủ ban hành đề án xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và đề án giết mổ gia súc, gia cầm an toàn. Vào chiều tối nay, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã thu giữ một số lượng lớn mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bắc ở số 20 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1.000 lọ kem nền có nhãn hiệu Revlon, hơn 500 lọ sơn móng tay, hơn 200 lọ thuốc nhuộm tóc và hàng trăm chai dầu xả, kẹo tạo nếp tóc, nước hoa. Tất cả số mỹ phẩm trên đều đã hết hạn sử dụng từ lâu, có loại không ghi hạn sử dụng, không có tem phụ bằng tiếng Việt và được bảo quản trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Giá thành của những loại mỹ phẩm đều rất đắt, có loại lên tới hàng triệu đồng một lọ. Theo chủ cửa hàng, thì toàn bộ số mỹ phẩm trên được nhập khẩu từ Mỹ, đang xử lý gắn nhãn mới để đưa ra thị trường tiêu thụ. Đội quản lý thị trường số 5 đã tịch thu toàn bộ số mỹ phẩm và tiến hành tiêu hủy theo quy định. Mỗi năm, Việt Nam vẫn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế thông qua nguồn viện trợ ODA lên tới cả tỷ đô la Mỹ cho việc xây dựng các công trình công cộng, nâng cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt là ở những địa phương nghèo. Tuy nhiên, không phải địa phương nào sau khi nhận vốn tài trợ cũng thực hiện tốt các cam kết và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó. Câu chuyện về hai nhà máy xử lý nước thải trị giá hàng chục tỷ đồng được xây dựng từ nguồn vốn ODA tại tỉnh Hà Nam bị bỏ hoang sau đây là minh chứng cụ thể cho thực trạng đáng buồn này. Đây là trạm xử lý nước thải số 1 tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Những thiết bị máy móc hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài. Khác với cuốn sổ nhật trình này, những lần chúng được vận hành thực sự chưa vượt quá 10 đầu ngón tay. Khi cái nhà máy này khánh thành xong, về kinh phí mà để bổ trợ cho cái máy này hoạt động ấy, là tiền điện này, rồi tiền chất vi sinh để khử nước này, nên nó rất tốn. Từ cái chỗ tốn đó mà cái hiệu quả mà không đạt năng suất. Cách trạm xử lý nước thải số 1 không xa, trạm xử lý nước thải số 2 của xã Nhật Tân cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Những chiếc bao đựng hóa chất xử lý nước thải này khi có mặt của nhóm phóng viên mới được mở và lần đầu sử dụng. Cỗ máy trị giá tới cả tỷ đồng, nằm im, chẳng khác gì đống sắt vụn. Kết quả là chiếc ao người ta dự định dùng để chứa nước sạch sau khi xử lý đã biến thành nơi chứa nước thải, rác thải. Phúc chưa thấy đâu thì họa ô nhiễm đã ập tới với người dân Nhật Tân. Cả một cái hệ thống thoát nước của 6 xóm khu trong này, thế là dồn ra vào đây để dồn qua cái trạm xử lý nước thải này. Mỗi khi mưa rào xuống này thì những nhà chung quanh nhà cô đây thì khiếp lắm. Từ năm 2010, nằm trong hợp phần kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo do chính phủ Đan Mạch tài trợ, xã Nhật Tân đã được đầu tư xây dựng hai trạm xử lý nước thải trị giá 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, giống như việc tặng sách mà không dạy đọc cho người không biết chữ, hai công trình tiền tỷ giờ đã bị bỏ hoang. Để mà lấy cái nguồn này thì là phải có những cái chủ trương để bàn, để mà trình qua xin ý kiến, thế mà để trình hội đồng dân xã để đưa vào thì vẫn phải sử dụng. Mỗi năm, nguồn vốn ODA được hỗ trợ cho Việt Nam lên tới hàng tỷ đô la Mỹ và một phần không nhỏ trong số này là dành cho phát triển hạ tầng nông thôn. Nhận tiền và cam kết thực hiện để những đồng tiền quý giá đi được đến với mục đích của nó, cũng giống như đưa lý thuyết vào thực hành, vẫn là một con đường còn xa. Việt Nam cần thực hiện tốt hơn trong việc cam kết thực hiện các nguồn vốn ODA để tạo niềm tin hơn nữa đối với các nhà tài trợ. ODA là nguồn hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhưng không phải cứ cho là được. Đan Mạch, một trong những nhà hỗ trợ ODA lớn nhất, vừa ngừng viện trợ cho 3 dự án tại Việt Nam, vẫn là một câu hỏi lớn.
của cho là của nợ. Những thế hệ tiếp theo có thể trả nợ vật chất cho cha ông, nhưng không thể lấy lại được niềm tin đã mất. Chuyển sang phần tin quốc tế, vào ngày hôm qua, đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria Lakhdar Brahimi đã tới thủ đô Damascus của Syria, tiếp tục các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 21 tháng qua tại nước này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, hòa bình cho Syria vẫn còn là điều xa vời khi tình trạng căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu với các vụ bạo lực ngày càng đẫm máu. Trong chuyến thăm lần này, ông Brahimi sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các quan chức khác để bàn về tình hình tại quốc gia Trung Đông này và các biện pháp chấm dứt khủng hoảng. Trước đó, ngày 19 tháng 10, ông Brahimi đã có cuộc gặp với Tổng thống Bashar al-Assad cùng nhiều quan chức cấp cao nước này. Ông đã đưa ra đề xuất về một lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ của người Hồi giáo hồi cuối tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này đã bị phá vỡ chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực. Và với việc ghé thăm Syria bất ngờ lần này, liệu nhà trung gian hòa giải quốc tế Brahimi có đạt được thành công hay không vẫn là một câu hỏi lớn khi mà các bên tham chiến tại Syria tiếp tục hoài nghi lẫn nhau và có các động thái biểu dương sức mạnh, còn cộng đồng quốc tế vẫn chia rẽ về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày hôm qua cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ không kích của máy bay chính phủ Syria tại thị trấn Hanfaya thuộc tỉnh miền trung Hamas. Đây là một trong những vụ không kích đẫm máu nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại Syria. Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm Phó Tổng thống Joe Biden đứng đầu một ủy ban để đề xuất luật lệ mới nhằm củng cố luật về súng của Mỹ, thì ngày hôm qua, ông Wayne LaPre, Phó Chủ tịch Hiệp hội Súng Quốc gia, một tổ chức vận động hành lang về quyền sở hữu súng hàng đầu ở Mỹ, cho biết tổ chức này sẽ phản đối bất cứ luật lệ nào hạn chế quyền sở hữu súng. Nói chuyện trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC hôm qua, ông Wayne LaPierre cho rằng súng đạn chỉ là một dụng cụ không có lỗi, còn bạo lực do súng gây ra là tội ác và đổ lỗi cho phim ảnh và âm nhạc ở Mỹ hiện nay kích động bạo lực. Ông Wayne LaPierre cũng ủng hộ quan điểm cho rằng việc bố trí nhân viên cảnh sát vũ trang và nhân viên bảo vệ là cách tốt nhất để tránh các vụ xả súng, đồng thời từ chối việc ủng hộ bất kỳ luật mới nào về kiểm soát súng và cho rằng những nỗ lực của Quốc hội nhằm điều chỉnh việc kiểm soát súng sẽ không ngăn chặn các vụ xả súng giết người hàng loạt. Tuy nhiên, phản ứng của Hiệp hội Súng Quốc gia đã gặp phải nhiều sự chỉ trích mạnh mẽ. Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Mỹ Randy Weingarten lên án ý tưởng của Hiệp hội này là vô trách nhiệm và nguy hiểm, bởi trường học phải là nơi trú ẩn an toàn cho trẻ em, chứ không phải là pháo đài vũ trang. Trong khi đó, báo chí Mỹ cho rằng Hiệp hội Súng Quốc gia đang gieo rắc nỗi sợ hãi nhằm bán thêm nhiều súng và đang đưa nước Mỹ quay lại thời kỳ viễn Tây hoang dã, đồng thời khẳng định một bảo vệ trường học không thể có phản xạ nhanh nhạy như một cảnh sát thực thụ và giải pháp của Hiệp hội này thậm chí có thể khiến nhiều học sinh thiệt mạng hơn. Sau đây là cụm tin vắn quốc tế đáng chú ý. Trong những ngày vừa qua, lũ lụt đã hoành hành tại miền Trung và miền Đông Sri Lanka, cuốn trôi nhà cửa của hơn 17.000 người. Ít nhất 42 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác được thông báo đã mất tích sau khi mưa lớn xảy ra. Hiện nhà chức trách Sri Lanka đã dựng 100 khu trại tạm và hỗ trợ khẩn cấp cho người dân mất nhà cửa tại vùng lũ lụt. Cũng theo các nhà chức trách, gần một nửa trong tổng số 71 hồ chứa nước tại Sri Lanka đã quá tải và buộc phải mở cống xả nước khiến cho tình hình lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Vào ngày hôm qua, nhà chức trách Chile đã phải phát đi cảnh báo đỏ đối với hơn 2.000 cư dân sống quanh núi lửa Copahue nằm ở biên giới Chile-Argentina sau khi núi lửa phát ra nhiều tiếng nổ lớn đe dọa phun trào mạnh mẽ. Đây là mức cảnh báo cao nhất sau mức cảnh báo màu cam mà nước này và láng giềng Argentina đưa ra trước đó không lâu, tuy nhiên hiện chưa có lệnh sơ tán. Theo cơ quan mỏ và địa chất Chile, các dấu hiệu địa chấn xung quanh núi lửa Copahue cho thấy cường độ phun trào có thể nhỏ. Nhưng các nhà chức trách không loại trừ khả năng hoạt động của núi lửa có thể biến thành một đợt phun trào quy mô lớn hơn. Cũng trong ngày hôm qua, một ngọn lửa lớn đã bùng phát trong khu chợ ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan, phá hủy 500 gian hàng. Theo ban quản lý chợ, không chỉ có các quầy hàng trong khu chợ trung tâm bị cháy rụi, nhiều chi nhánh ngân hàng gần khu chợ cũng phải sơ tán. Hiện nay vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương vong. Theo lực lượng cứu hỏa, nguyên nhân xảy ra đám cháy có thể là do chập điện. Lực lượng quốc tế và quân đội Afghanistan cũng đã được huy động tới để dập tắt đám cháy và sơ tán người dân kịp thời. Hôm
qua, hàng nghìn người Hy Lạp đã bất chấp thời tiết giá lạnh đổ về quảng trường Syntama ở trung tâm thành phố Athens để thực hiện một hoạt động đầy ý nghĩa, đó là quyên góp thực phẩm, quần áo và đồ chơi cho các gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Vừa sáng sớm, người dân thành phố thuộc đủ các lứa tuổi đã lũ lượt xách theo những túi đựng đầy đồ quyên góp, nhẫn nại xếp hàng dưới trời mùa đông lạnh giá để tham gia hoạt động Tôi quan tâm, tôi chia sẻ, một sáng kiến của chính quyền thành phố Athens. Mặc dù nhiều gia đình trên cả nước Hy Lạp, đặc biệt là tại thành phố Athens đang phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng ban tổ chức cho biết người dân vẫn hưởng ứng nhiệt tình hoạt động quyên góp bởi họ muốn phát huy tinh thần đoàn kết và tương trợ trong dịp lễ Giáng sinh. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, đồ quyên góp gồm các hộp và túi đựng thức ăn, quần áo, chăn màn, đồ chơi đã chất đầy 3 xe tải. Tôi quyên góp bất cứ thứ gì có thể, mặc dù đang sống trong điều kiện khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết định mang những thứ mình không dùng đến nữa, như quần áo bọn trẻ đã mặc trần hay thực phẩm không dùng đến để giúp đỡ mọi người. Kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu diễn ra và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, các khu đô thị, nhà thờ và tình nguyện viên ở Hy Lạp đã đưa ra nhiều sáng kiến và chương trình chăm sóc sức khỏe cho các hộ nghèo, cung cấp thực phẩm, quần áo, thuốc men và nơi tạm trú cho người vô gia cư. Mỗi khi đến lễ Giáng sinh, được nhận quà và gặp gỡ ông già Noel là niềm mơ ước của hầu hết trẻ em trên khắp thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về chứng rối loạn lo âu và căng thẳng, đối với một số trẻ, việc gặp gỡ ông già Noel có thể là một trải nghiệm đáng sợ và khó vượt qua. Theo nhà tâm lý học Martin Anthony, làm việc tại trường đại học Ryerson ở thành phố Toronto của Canada, khi gặp gỡ ông già Noel, cảm xúc của trẻ sẽ trải qua nhiều cung bậc khác nhau. Một số trẻ tỏ ra rất phấn khích, vui sướng khi được nhìn thấy ông già Noel, trong khi đó một số trẻ lại tỏ ra sợ hãi. Theo chuyên gia Anthony, với những trẻ quá sợ hãi ông già Noel, các em có thể trò chuyện với ông qua Internet. Điều này có thể giúp các em giảm bớt nỗi sợ đó. Đây là một biện pháp đầu tiên giúp trẻ em bớt lo sợ. Các em có thể biết được hình ảnh của ông già Noel qua Internet và đến khi gặp thật thì các em sẽ thấy rất tự nhiên. Chuyên gia Anthony cũng cho rằng, đối với những trẻ dù sợ hãi nhưng vẫn muốn gặp ông già Noel thì nên để các em tiếp cận một cách từ từ. Theo Anthony, trẻ em có thể không sẵn sàng ngồi vào lòng của ông già Noel, nhưng các em có thể vui vẻ đứng bên cạnh ông. Đôi khi tôi bế những đứa trẻ lên, chúng đã khóc thét, lúc đó chúng tôi cảm thấy bối rối và không biết nên làm thế nào. Đây sẽ là một cách hay và hiệu quả. Các bậc phụ huynh thường bày tỏ lo ngại nỗi sợ hãi này có thể ảnh hưởng lâu dài đến trẻ. Tuy nhiên, chuyên gia Anthony cho rằng không có điều gì phải lo lắng cả. Theo anh, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó. Và để làm được điều này, trẻ cần sự khích lệ của cha mẹ. Bằng cách này, trẻ em sẽ được hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Trong thế giới điện ảnh, có những tác phẩm không bị phai mờ hay lãng quên theo năm tháng, mà ngược lại, thời gian càng tôn thêm giá trị cho nó. Được mệnh danh là viên ngọc của điện ảnh Mỹ, bộ phim It's a Wonderful Life, chuyển thể từ truyện ngắn Món quà vĩ đại nhất của Philip Van Doren Stern đã thực sự trở thành món quà tuyệt vời cho khán giả mỗi dịp Giáng sinh về. Bộ phim kể về một thương nhân nghèo khổ nhưng cương trực và tốt bụng, Jock Bailey. Đêm Giáng sinh, đứng trước nguy cơ phá sản và vào tù, Jock nung nấu ý định tự tử với suy nghĩ biết đâu cái chết của mình sẽ đem lại một khoản tiền bảo hiểm lớn dành cho gia đình. Cùng lúc đó, trên cao, các vị thần cũng đang nhìn lại cuộc đời Jock từ khi còn là một cậu bé đến hiện tại. Cả cuộc đời Jock chỉ luôn đắm đuối một ước mơ là một ngày nào đó có thể rời bỏ thị trấn Bedford Falls giả cỗi để đi khắp thế giới. Thế nhưng, cũng như nhiều người trẻ khác, anh bị giằng xé giữa ước mơ của bản thân và trách nhiệm với gia đình, bạn bè. Theo một tiếp kết thúc có hậu như nhiều phim Giáng sinh kinh điển, nhưng It's All a Wonderful Life vẫn có cách xử lý rất khéo léo ở cuối phim. Xét cho cùng, không có phép màu nào có thể thực sự giải quyết vấn đề của Jock ngoài những con người bằng xương, bằng thịt. Bộ phim kết thúc trong cảnh mọi người quây quần bên nhau, hát vang Auld Lang Syne, bài hát truyền thống về tình bạn vẫn được hát vào dịp Giáng sinh và vào năm mới tại Mỹ. It's a Wonderful Life được lưu trữ trong Viện Lưu trữ Phim Quốc gia Mỹ vì tính văn hóa, lịch sử và tín hiệu thẩm mỹ. Bộ phim được Viện Điện ảnh Mỹ xếp vào vị trí số 11 trong top 100 phim vĩ đại nhất mọi thời đại vào tháng 6 năm 1998. Năm 2003, It's a Wonderful Life được Radio Times bình chọn là phim Giáng sinh hay nhất mọi thời đại
và bộ phim có nụ hôn kiểu Giáng sinh đẹp nhất. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 24 tháng 12 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!